Chào mừng đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình có ba con cá pickerel rất là ngon. Bạn mình đi câu về tối hôm qua đã làm sạch và cho mình ba con cá này. Cá pickerel hình như tên gọi Việt Nam là cá chó, là loại cá nước ngọt ăn thịt mềm và sống ở Bắc bán cầu. Thì mình nghĩ sẽ làm pickerel 3 món. Con nhỏ nhất thì mình sẽ đem đi hấp với hành và gừng. Cá được cắt ra thành từng khúc nhỏ, sau đó được nêm với gia vị, muối tiêu, bột gừng và xì dầu. Trước khi đút lò thì trải hành lá và bơ lên trên mặt và gói lại trong giấy bạc. Con hơi to thì mình sẽ cắt ra khúc và dưa kho tiêu. Trước khi kho thì mình ướp cá với nước mắm, tiêu và chút xíu xì dầu cho có màu. Để khoảng 30 phút thì bắt đầu cho lên bếp. Và con lớn nhất thì mình sẽ nấu canh chua. Mình sẽ nấu canh chua kiểu giải trí với những nguyên liệu mình tìm được ở chợ Tây. Không giống với canh chua gốc nên mọi người thông cảm nhé. Chỗ mình sống không có gần chợ Tàu, chợ Việt Nam sống gần cái chợ Tây, nên chỉ có thể kiếm được những cái nguyên liệu này thôi. Cái này là basil nè, quế đó, quế Tây. Nó còn sống, người ta trồng trong chậu luôn, tự ngắt ra sau khi nấu canh chua xong sẽ nêm như cái đó. Nào là hành xanh, khóm, đậu bắp, là giá, cà chua, cá và tay nghề của mình. Bây giờ mình sẽ đi nấu và trở lại với sản phẩm. Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại. Giờ thì đã nấu xong và đây là thành quả của mình. Tiêu, thịt cá này nó rất là mềm. Ngon quá. Thịt cá thì ngọt, mình gia vị thì mắm, đường, nấu mắm, mật ong, tiêu và một chút bột chicken powder. Ngon quá. Cái này kho tiêu ngon lắm mọi người ơi. Ăn rất là đưa cơm. Cá hấp, hành và gừng. Wow, cá rất là ngon, mềm, béo béo của bơ, thịt trắng và ngọt, có vị xì dầu, vị hành và vị gừng, rất là thơm. Mình thích món này nè. Và đây là tô canh chua của mình. Trước mắt thì mình sẽ thử nước xem sao. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, đã quá. Miếng thơm. Thơm này không bị chua nhé, rất là ngọt. Đâu rồi? Đây, nó nằm ngay đây. Đây chỉ là xương. Wow.
thịt cá pickerel rất là ngọt. Nhưng mà mình nấu có nó cá này rất là mau chín, nên lần sau sẽ nên lúc nấu nên giảm lửa một tí, nấu nhanh một tí. Mình để hơi lâu nên nó có hơi bị quá chín thì bỏ, nhưng mà vẫn có ăn rất là ngon, mùi vị vẫn rất là ngon. Pickerel mình có thể làm 3 món này, ăn rất là vừa miệng và ngon. Cá không hề tanh tí nào cả, thịt ngọt và mềm. Lại lúc mà bỏ vô miệng là nó chỉ tan trong miệng luôn. Có điều thì xương nó hơi nhỏ đó, nên lúc ăn nên cẩn thận một tí. Mình sẽ đánh giá món nào cho là món mình ưng ý nhất. Thì mình thích cả 3 món. Nhưng mà cách nấu cá mackerel mà hiệu quả nhất và ngon nhất thì mình nghĩ cái đầu tiên là hấp gừng và hành và xì dầu. Kế đến là kho tiêu. Và cuối cùng là nấu canh chua. Cá này dùng để hấp và kho hoặc nướng thì rất là ngon. Mà mình không nghĩ nướng là thịt nó rất là mềm và hơi bở, nên lúc nướng chắc sẽ bị dính hoặc là bị bể ra. Yep. Nói chung là thành công. Thí nghiệm 3 món này thành công. Đây là lần đầu mình nấu món cá mackerel pickerel này đó. Rất là tự hào về bản thân. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn, không chê tán mọi người nữa. Chỉ giới thiệu cho mọi người cách để nấu pickerel. Thôi mình không chê tán mọi người nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video và hy vọng mọi người thích video này. Hãy chia sẻ cảm nhận của mọi người về video. Nếu mọi người thích thì hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh, subscribe cho mình nhé, để ủng hộ mình và cho mình thêm động lực để làm nhiều video hơn nữa. Và nếu có cơ hội, mọi người nên thử làm món cá pickerel này, hấp xì dầu với hành gừng, kho tiêu và làm canh chua rất là ngon. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.